Chuyến vừa rồi Úc đi lại tới đây thì Úc mới gặp có cái cô chủ vườn, thì Úc mới phát hiện ra một điều là ở khu này là còn anh đại nhiều lắm bà con. Tại vì cái cô chủ vườn nó cũng nói là ở đây có một số người dân trong tình trạng mà đưa đi cấp cứu đó, là đi gặp phải mấy em nó không. Nhưng mà ở đây thì Úc cũng bắt được mấy con rồi nha. Nhưng bảy gắn miền quê thì cũng không quên gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị mình trước khi bước vô thăm cái bẫy đầu tiên nha. Ở đây thì có một bẫy. Cái bẫy thì nằm ở trong này. Bẫy thì thế còn đây. Nhưng hiệu quả thì hiệu quả của mình thì vẫn còn chuột nha. Còn cái bẫy này chín vừa rồi một định cuốn đó, nhưng mà nghe cô đó nói rồi xong rồi cái út thúc bẫy cho vô lại. Cái bẫy này thì chín vừa rồi thì mình cũng dính được con hành khá là to đó bà con ơi. Bảy con này. Ủa con chùa cút đâu? Rồi, tới công chuyện cái bẫy này rồi cô chú anh chị. Đây cái dấu lá ngò ở đây nè. Nhưng mà chìm cái gốc hòm ở bên này rồi. Cái này bị sảy nha. Cái gốc bên này thì cũng có một bẫy nữa. Cái chằng chỗ cái nền này thì hồi cái lúc trước á, nhắc là cô chú anh chị mình nhớ là có cái clip mà dính con còn con ở ngoài đó, mà Út hạ em nó bằng ná đó. Cái bẫy nằm ở góc bên đây. Bên đây. Chuyện này có hiệu quả gì hay là không? Cảm giác nặng. Em hua hành này ngon quá. Đây cô chú anh chị, con này khá to nha. Cái bẫy hồi nãy dính cái con hua hành thì Út chưa bắt ra luôn nha. Tại vì ngay chân cái chỗ đó nó bịt quá, không có chỗ ngồi đó cô chú anh chị. Thành ra Út cúp cái bẫy, Út bỏ ông vỏ luôn. Bỏ ông vỏ qua bên đây chống chống Út thăm cái bẫy này. Cái bẫy cuối cùng của khu này nè. Út thăm cái rồi Út bắt em nó ra luôn ha. Út đi lại tới đây lần nào cũng muốn quên chỗ hết á. Chỗ nào nó cũng giống như chỗ nào. Đây, cái bẫy Út thì nằm ở đây á, thì phải. Đâu rồi? Lại lộn nữa ư? Sao chiến nào cũng vậy? Tới cái bẫy này là vậy không đó. Xin lỗi bà con mình ha. Thầy nhìn chỗ nào nó cũng giống như chỗ nào nè. Chiến nào Út đi lại tới cái bẫy này thì cũng lạc hết trơn. Đây đây chắc có lẽ là chắc ăn luôn rồi. Đúng rồi. Ồ. Có dấu hiệu gì không?
khá là nặng. Ồ, em hổ ngựa luôn cô chú anh chị ơi. Em này cũng khá là to nha. Chuyến nào đi lại đây cũng vậy. Khu này im quá, xá là im luôn. Khu này thì còn đồ nhiều. Mà cái người ta gào lại đó bà con. Rồi thành ra Út chỉ đặt cái dạng, cái vòng vòng ở ngoài thôi. Mình bắt được bao nhiêu thì mình bắt, chứ không có chèn chút gì vô trong nha. Cái tai gì nè, mà nó nào vô tai nghe bùm bập vậy. Ra đây em nè, em không giữ thì em ra đây. Em nghe ở giờ ra tới cái là vậy không nè. Đây, thu phục được em đó bà con ơi. Vô túi, cái túi chà bá lửa luôn. Hai cái liên tục, phê quá. Con này thì hôm gài tính ra vô khá là lâu. Cái cục phân mà, cái cục phân mà nó khô luôn. Ý hôm gài là mưa gió đó. Đây ra đây em. Em nó quằn ở trong nè, cô chú anh chị mình nhìn nè. Nó láng ra nè. Con này hành nhì nha bà con. Em này cặp 4 lạng. Ngon quá. Vô. Vô đây này. Đúng rồi. Mới thăm 47. 47 mà tính ra dính được 2 con. Khá là ngon. Giờ còn ở đây thì Út có một cái. Cái này thì Út mới chạy nền chiến như rồi luôn. Nhưng mà chiến kỳ này Út cũng muốn quên chỗ luôn rồi nè. Mới chạy nền chiến vừa rồi. Cái bẫy Út nằm ở đâu? Đây. Bẫy thì còn đây. Hiệu quả thì như thế nào? Chuột mình vẫn còn mạnh khỏe. Rồi để anh gửi lương từng này nghe em. Đây thì có một cái nữa, nhưng mà cái này thì chắc có lẽ là một vô gút nha. Cái bẫy này thì mấy chiến rồi, có đồ nhưng mà xài không được không à. Chiến này hô vô gút nè bà con ơi. Con hổ hành này to quá. Đây nhưng mà Út không có bẫy Út xe cua nha. Đây. Cái cô chú anh chị mình thấy không, tại trá nắng con này khá là to. Đây cái bẫy mới dính hổ hành. Cái này thì nó nằm cũng Út thăm mấy chiến rồi nhưng mà Út xài không được. Thành ra chiến này Út quyết định Út rút thì nó dính con mới lớn đó, cô chú anh chị. Nhưng mà Út cũng vẫn rút luôn. Đây thì Út lại để Út ngồi thì Út thấy được cái nền. Im quá. Lại để Út thấy để được cái nền nè. Nền này thấy ấm quá ấm. Con này được nhất không?
Chị thấy cũng to dữ nè. Ra đầu kia kìa. Trở nên, ừ đúng rồi. Đúng rồi. Con này khá là to. Nếu như mà không được nhất thằng này nhì là cũng nhì ông cố nội nữa nè. Ừ, vô túi với mày. Ngon quá. Còn cái bẫy này thì Út vô chỗ Út đặt lại ở đây luôn. Tại vì Út mới xe thì Út đậu cặp đường, nhưng mà Út vô đây Út ngồi Út bắt. Bắt rồi thấy được cái nền im quá. Còn cái này ở đây thì Út mới chạy nền chiến vừa rồi. Nói chung ra chiến nào cũng vậy. Chiến nào cũng có chạy nền dài bẫy. Kiểu cũng như bây giờ mình để hoài một chỗ thì nó ngay cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà nó hạn chế lắm. Mình chạy nền thì cái tỷ lệ nó dính sẽ cao hơn nhé. Đây cái bẫy thì nằm ở đây. Đặt cái bẫy này khá là đơn giản. Khá là đơn giản. Thành ra vì vậy đang chuột mình nó hư rồi. Còn cái khu này ở đây thì có 3 bẫy. Nhưng mà hai chiến thì cũng như một. Chiến nào cũng hai con. Bỏ 1 con, xài được 1 con. Ồ đây chiến này sao cái bẫy yếu ai môi ra mà nằm trong lỏng trong liễu luôn vậy nè. Ừ. Cái bẫy này thì cái nền này thì Út bắt được hai con ngựa. Chiến này chuột của Út thì còn nha. Còn hai cái nền bên này thì chắc có lẽ là hôm nay thì Út vô Út rút bẫy luôn, rút bẫy chạy nền. Ta đang thứ thuốc gì bên bệnh máy chạy ù ù. Đây có một bẫy, ồ bẫy này thấy giống hình như là có phân, giống như có phân thì phải. Đúng rồi. Ồ con hồ hành khá là phê nha cô chú anh chị. Mới vừa ta nói rút bẫy có tiếc lắm không ta. Còn con hành to quá nè. Bẫy này Út định rút nhưng mà nó dính con này to quá, để Út để lại thêm chiến nữa xem sao ha. Tại vì thường thường mà yêu cầu gắn lớn như thế này là nó ở cặp không nha. Còn cái bẫy bên kia thì Út sẽ qua. Chắc có lẽ là rút cái bẫy đó. Út mới thấy coi đường bên kia thấy cũng im quá. Để Út qua bển xem sao. Con này hành đen nha cô chú anh chị. Con này thì khá là nặng nha. Nhưng mà cũng nhì nhì khủng chứ không có được nhất cả. Đến giờ này thì mình được 3 con hổ hành. Nhưng mà 3 con hành khá là đẹp không à. Không có con nào nhỏ hết trơn, con không biết có vừa nhất được hay là không thôi. Cái bẫy này thì Út quyết định là Út rút bẫy Út chạy nền nha. Bên kia người ta đang tứ vào cái thuốc gì ạ. Cái này thì nó ngay chiên rồi cũng có đồ chứ không phải là không. Nhưng mà mình xài cũng không được. Chiến kia này thiện chuột mình hư. Và cái bẫy này thì Út mới chạy nền chiến như rồi. Có lẽ trên đó mình bước xuống đó. Nhưng mà nó cấm quá. Rồi Út mới đi qua mấy bên đây. Đây thì sát mới lộ luôn nha cô chú anh chị. Đây xe Út thì nằm ở đây. Bước xuống là tới nhưng mà cái dốc quá hỏng. Lúc trước thì Út có đặt mép bên kia một cái nhưng mà xảy một con khá là to.
phúc cũng nói ngay cũng không biết còn gì. Có dấu hiệu gì không? Phúc thấy giống như có dấu hiệu phân không? Các bạn mới chạy nền xuống rồi. Ồ, phân nè cô chú anh chị. Quá phê ha. Nhưng mà không biết còn gì thôi. Ồ, vô kèo bà con ơi. Đây nguyên cái đống chai tre, một cúc về thòn nha. Ồ, con này vô nhất chắc. Đây, con hành này nhất chắc rồi bà con ơi. Hết biết kèm nó chưa? Đây, nó nè. Phê quá phê ha. Ok. Đã gì đâu á bà con ơi. Út cũng quên nói là hồi nãy có một cái cặp đường có dính được một cái con hổ ngựa cũng khá khá, nhưng mà ở đó thôi, sát đường với hai nữa có người đó, rồi bắt luôn, Út không có quay. Đây là đến giờ này thì hiện tại thì trong túi mình là có hai con hổ ngựa, ba con hổ hành, chuẩn bị con hành này là con hành thứ tư. Đây hôm nay mê quá của chú anh chị, chuồng bẫy cũ nha, nhưng mà Út chịu khó, Út chạy nền, cứ chạy nền xuyên suốt. Hôm nay dính hành con nào con nấy đẹp đẹp không, nãy giờ là chưa có hành nhỏ, không có tình trạng mà 8, 9, 10. Dục mấy cái bọc này xa xa ra không thôi để địch phát hiện. Đúng rồi, tới luôn. Ừ, ngon quá. Hết biết kem hổ hành này rồi. Thì con này tầm chắc khoảng chừng 7-8 lạng đó cô chú anh chị. Ngon quá ngon, con này mập ú ụ. Vô. Tôi gắn của Út hôm nay đúng phê nha. Mới 6 em thôi. 6 em mà trong khi đó là 4 con hành. Khá là đẹp. Cũng nói với cô chú anh chị mình, luồng 7 này thì của Út còn, Út dược tính lại là còn được 22-7 nha. Hiện tại thì ở đây Út còn 27. 27 nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay luôn. Đây một bẫy, nằm ở bên kia một bẫy. Cũng như một cái bờ, nhưng mà Út đặt bên này một cái, rồi xéo qua bên kia một cái. Có dấu hiệu gì không? Con chuột này phải con chuột của mình không mà sao bự dữ vậy nè. Này lớn lắm bà con ơi. Mà thôi kệ, Út để Út đặt luôn. Đặt coi có anh hổ nào không. Giờ còn đây là cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn cô chú anh chị. Cái bẫy cuối cùng của mình thì nằm ngay góc này. Thấy cái địa hình ở đây thấy cũng im quá, ấm quá, nhưng mà Út làm chuyến này là cũng là chuyến 2 rồi, sao chưa thấy động tĩnh gì hết. Đây, cái bẫy cúm cùi là cái bẫy cuối cùng. Có dấu hiệu gì không? Cái bẫy này của mình thì hư chuột. Rồi ngồi ở đây thì nắng quá đen, hồi ra ngoài Út sẽ tổng kết chiến lợi phẩm cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn ha. Đây thì bây giờ Út sẽ tổng kết chiến lợi phẩm luôn. Đây, chiến lợi phẩm của Út hôm nay. Mình được một con hành nhất với một con không biết có vô nhất nổi hay là không nha. Còn nhiều hành nhì, nhưng mà hành nhì toàn hôm nay là hành đẹp không nha bà con, chà bá không. Cái túi gắn của Út hôm nay nói chung ra là trúng nha. Không biết anh em sao chứ Út gì là Út mừng lắm rồi đó, tại vì đây là luồng bẫy cũ nhưng mà của Út thì cũng chẳng còn bao nhiêu bẫy, được gì là quý lắm rồi. Với hồi nãy thì nó nghe Út cũng có hao hết mấy con ha.
có hao hết mấy con, thì mình xử lý thí dụ cái nào gì Út để được Út để, còn để không được thì Út cắt bỏ, tránh làm mất thời gian cô chú anh chị đó. Rất mong được cô chú anh chị mình xem và ủng hộ. Rồi bây giờ thì Út cũng không có dòng do gì hết, bây giờ Út tranh thủ Út về để Út đăng cái clip chiều nay đó, nhưng mà đường thì còn khá là xa. Vì vậy Út xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và luôn luôn đồng hành ủng hộ Út trong suốt thời gian qua cũng như là thời gian tới.